Chúng ta tiếp tục với tiếng Anh lớp 8 Brighton, bài số 5 Unit 5B, trang 71. Ngữ pháp, modal verb, tiếp tục với modal verb, động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết. Và trong đây chúng ta học must have a true, don't have a true. Ok, bây giờ như thế này. Cái từ must của chúng ta nó là phải, có nghĩa là phải này. Nha. Nó diễn tả một cái sự bắt buộc nha. Đó là sự bắt buộc, quy định bắt buộc. Have a true cũng là phải luôn. Have a true. Ok. Have a true cũng là phải, nhưng mà cái này là nội quy. Để chúng ta đọc cái này này. Và chúng ta có cái phủ định của nó là mustn't. Mustn't. Mustn't là không được phép. Không được phép. Còn cái have a true này, don't hoặc là doesn't have a true từ chủ nữa. Là không cần thiết. Nó khác nghĩa hoàn toàn luôn, một cái là không được phép, còn một cái là không cần thiết. Rồi, và sau những cái modal verb này nó phải là một động từ nguyên mẫu không true. Thì chúng ta coi này. Chúng ta phải kính trọng thầy cô giáo, tôn trọng thầy cô giáo. Ở đây là sự bắt buộc nha, sự bắt buộc. Rồi, we have a true sit exam at our school. Chúng ta phải thi cử ở trường. Đây là quy định rồi, quy tắc rồi. Thì cái này chúng ta xài have true. Một giáo viên thì phải quan tâm tới những quan tâm để mà cổ vũ hoặc gọi là ủng hộ cho học sinh. Thì đây xài have true, it's necessary, cần thiết. Rồi they don't have to wear a uniform, họ không cần thiết phải mặc đồng phục. We had to give some presentation last year. Chúng tôi phải làm một vài bài thuyết trình vào năm ngoái. Đây là quy định rule trong quá khứ. Ok. Chúng tôi phải học hành chăm chỉ cho kỳ thi vào tuần trước. Ok. Tôi không cần thiết phải làm bài tập ngày hôm qua. Ok. Đó là cái must have a true. Rồi, mustn't là sự ngăn cấm, là không được phép, chống lại luật, ngăn cấm, không được phép. Vậy thì bây giờ để hiểu rõ hơn thì là cái số 3 trong 71. Học sinh phải điền vào cái tờ đơn để mà tham gia câu lạc bộ âm nhạc, đó là rule, đó là quy định, quy luật rồi. Thì ở đây đó là cái rule thì chúng ta phải xài have a true. Câu số 2, tôi phải cải thiện kỹ năng máy tính, tôi muốn trở thành một IT technician in the future. Vậy là sự bắt buộc thì chúng ta xài must. Câu số 3, bạn không cần thiết phải đón tôi sau giờ học, tôi sẽ đi xe đạp. Tôi sẽ đi xe với mẹ. Tức là bài này phải dịch như thế này này: mẹ không cần phải đón con sau giờ học đâu, con sẽ đi xe với mẹ của mầm Susan. Mẹ của Susan. Ở đây là sự không cần thiết, chúng ta sẽ don't have a true. Câu số 4, how was your weekend Sally? Cuối tuần của bạn như thế nào Sally? Không có gì đặc biệt cả. Tôi phải nghiên cứu cái bài thuyết trình. Một sự bắt buộc trong quá khứ, xài had the true. Rồi tiếp theo cái câu số 5, bạn không được chạy trong hội trường. Các em không được chạy trong hội trường. Ở đây là sự ngăn cấm, chúng ta sẽ mất dần. Xin lỗi cô, chúng em bị trễ cho cái tiết học tiếp theo. Câu số 6, bài thuyết trình ngày hôm qua của bạn thế nào rồi? Tôi không cần thiết phải thuyết trình bởi vì trường của tôi tổ chức một ngày clean up day đó. Đây là sự không cần thiết trong quá khứ, các bạn xài didn't have to nha. Xong bài số 4, ok, bài số 4 của chúng ta chọn đáp án đúng. Bạn phải học hành chăm chỉ nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh, gọi là must. You must study harder if you want to improve your English. Câu số 2 là can I borrow your notes? I missed the class yesterday. Bạn có thể cho tôi mượn cái của bạn không? Tôi đã bỏ quên ở trên trường ngày qua rồi. Câu số 3, he didn't have to help me with the project because I knew what to do. Tại sao chúng ta phải xài didn't? Bởi vì ở đây là quá khứ này, chúng ta nhìn đây biết là quá khứ rồi, quá khứ nhá. Anh ấy không cần phải giúp đỡ tôi làm cái project bởi vì tôi đã biết làm rồi. Câu 4 này, Barry có thể đọc rất là giỏi khi anh ấy 7 tuổi này, qua một cái khả năng trong quá khứ, chúng ta sẽ could. Câu số 5, mẹ của tôi phải mặc đồng phục khi bà ấy ở trường, quá khứ rồi nè, chúng ta sẽ had the true. Câu số 6, chúng tôi không cần phải, không được phép mang sách vào trong phòng thi, đó là sai, chống lại luật đó. Vậy thì chúng ta xài mustn't. Sau bài số 5, hãy hỏi và trả lời về cái second line sử dụng những modal verb. Ví dụ do you have to wear a school uniform? Bạn có phải mặc đồng phục trường không? No, but we mustn't be late for class. Nhưng mà chúng tôi không được trễ học.
Can you run in the hall at school? Bạn có được chạy, bạn có thể chạy trong hội trường ở trường không? No, we mustn't run in the hall. Bạn, chúng tôi không được phép chạy trong hội trường. Can you eat in the classroom? Bạn có thể ăn trong lớp học không? No, we mustn't eat in the classroom. Chúng tôi không được phép ăn trong lớp học.